Thưa quý vị, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hương Hòa, huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương hiện có 6 chi hội, 16 tổ hội với trên 1.000 hội viên. Những năm qua, cán bộ hội viên phụ nữ xã Hương Hòa luôn tích cực hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới bằng những phần việc cụ thể, thiết thực như chăm lo phát triển kinh tế gia đình, tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch hợp vệ sinh. Qua đó đã góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Phụ nữ xã Hương Hòa, huyện Bào Bàng chung sức xây dựng nông thôn mới sẽ là nội dung được đề cập trong phần đầu của chương trình ngày hôm nay. Phần tiếp theo là ghi nhận từ chương trình Xuân Giáp Thìn ấm áp yêu thương do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương tổ chức. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để thực hiện có hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hương Hòa đã linh hoạt, sáng tạo trong lựa chọn nội dung và hình thức triển khai phù hợp với tinh thần thực tế của địa phương. Theo đó, Hội đã chủ động tổ chức các hoạt động cụ thể như vận động hội viên phụ nữ hiến đất, góp công, góp sức làm đường giao thông nông thôn, cùng nhau trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường tự quản, ra quân làm vệ sinh môi trường, tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thì hàng năm căn cứ vào những cái nội dung, cái chương trình cũng như là cái bảng điểm của hoạt động hội của cấp trên để xây dựng cũng như là thành lập các câu lạc bộ mô hình mới cũng như là các câu lạc bộ mô hình có từ trước. Thì điển hình nhất là cái mô hình tuyến đường hoa đẹp. Sau khi cái tuyến đường hoa đẹp thì là có cái chương trình của cái tiếp tục cái thực hiện cái đề án 02 thì hội cũng tiếp tục thực hiện đăng ký với địa phương xã nhà đăng ký tiếp cái nội dung mà nhân rộng các tuyến đường hoa đẹp trên địa bàn xã. Thì hiện tại thì trên địa bàn xã có 9 cái tuyến đường hoa. Các tuyến đường hoa này thì tất cả là đều do cán bộ hội viên phụ nữ của các chị em hội viên của xã nhà và trên trực tiếp các gia đình của hội viên phụ nữ trên các tuyến đường. Thì đối với cái tuyến đường hoa đẹp thì hội cũng cán bộ hội viên đã chăm sóc cũng như là trồng cắt tỉa các tuyến đường hoa này để cũng như là hàng tháng các chị sẽ chăm sóc cũng nhân rộng rồi cắt tỉa các luống hoa để cho có cái sự mà xanh sạch đẹp. Đây là tuyến đường hoa dài 500m của chi hội phụ nữ ấp 6 xã Hương Hòa, huyện Bào Bàng. Từ giữa năm 2023, tuyến đường hoa này được hình thành từ công sức đóng góp của hội viên phụ nữ và các mạnh thường quân ở địa phương. Hoa chuông vàng được chọn trồng chủ yếu. Đây là giống hoa có sức sống tốt, phát triển nhanh, màu sắc rực rỡ, dễ trồng, dễ chăm sóc, thích nghi được với sự thay đổi thời tiết và phù hợp với cảnh quan ven đường. Chi hội phụ nữ ấp 6 còn thường xuyên cử cán bộ đôn đốc, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân sinh sống trên tuyến đường, tham gia làm vệ sinh, chăm sóc đường hoa. Thấy được lợi ích của việc trồng hoa hai bên đường, nhiều gia đình đã cùng với chi hội phụ nữ thực hiện trồng, chăm sóc, bảo vệ hoa, đảm bảo cho các khóm hoa sinh trưởng, phát triển tốt, nở hoa rực rỡ. Trong chi ủy cũng rất là tạo mọi điều kiện quan tâm đặc biệt cho các chi hội đoàn thể của ấp hoạt động có hiệu quả, trong đó có chi hội phụ nữ. Chi hội phụ nữ như người ta nói là 50% của thế giới, cho nên chi ủy khi nào có cái sự quan tâm đặc biệt hơn. Trong những cái năm qua, chi hội phụ nữ của ấp 6 đã thực hiện nhiều cái mô hình. Thứ nhất là mô hình nuôi heo đất, giúp các chị em cho các chị em vay vốn xoay vòng để phát triển kinh tế. Rồi là tổ chức cho chị em vay vốn ngân hàng chính sách để phát triển thêm kinh tế của hộ gia đình. Đặc biệt là như các đồng chí đã biết, trên ấp bất kỳ hộ nào cũng vậy, các chị em rất là tăng gia sản xuất chăn nuôi trồng trọt. Thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Hương Hòa đã đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới bằng cách lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi tổ hội trên hệ thống loa phát thanh của xã. Nội dung tuyên truyền về chống rác thải nhựa gắn với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0 ba sạch, tham gia các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì nước sạch vệ sinh môi trường, Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6. Đến nay đã có 100% gia đình hội viên được tuyên truyền hướng dẫn cung cấp kiến thức về xây dựng gia đình 5-0 ba sạch. Cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0 ba sạch bao gồm 8 tiêu chí liên quan.
Trong đó, năm không là không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học. Còn ba sạch là sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Các tiêu chí này là một trong những nội dung cơ bản của 8 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động, Hội Phụ nữ xã Hương Hòa đã cụ thể hóa thành những việc làm cụ thể nhằm phát huy tối đa trách nhiệm của hội viên, nâng cao vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Theo đó, Hội Phụ nữ xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện các tiêu chí của cuộc vận động, chủ động giúp đỡ các gia đình chưa đạt 50 ba sạch, đặc biệt chú trọng ba sạch, đồng thời xây dựng tiêu chí thi đua. Hàng năm, với chỉ tiêu 100% chi hội phụ nữ xây dựng kế hoạch giúp đỡ ít nhất 5 gia đình hội viên chưa đạt tiêu chí của cuộc vận động, đồng thời duy trì hiệu quả mô hình chi hội phụ nữ 50 ba sạch tham gia xây dựng nông thôn mới tại 100% chi hội. Đường xá là coi như là vận động bà con là quét dọn sạch sẽ. Đường xá trong ấp là nói chung cô đều tham gia đóng góp và vận động bà con là có nhà nhà quét dọn sạch sẽ. Mùa khô rồi mùa mưa rồi mỗi miếng nó ấm đắp rồi cắt kiếp. Nói chung là sốt rét rồi lăng quăng đó. Nói chung bà con phải cẩn thận sạch sẽ trong cái khu ấp mình ở và trong gia đình mình. Mình là có sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp thì mới vận động được các nhà. Mình không sạch được thì không nói, không ai thực hiện được. Riêng với tiêu chí xây dựng gia đình ba sạch, Hội Phụ nữ xã Hương Hòa thường xuyên tuyên truyền, vận động và hướng dẫn hội viên thực hiện mô hình, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, tuyên truyền về tác hại của túi ni lông và các sản phẩm nhựa một lần. Theo đó, đội ngũ cán bộ hội đã đi đến nhiều hộ gia đình để hướng dẫn cách phân loại rác thải sinh hoạt và quy trình xử lý rác thải hữu cơ tại nhà. Hàng năm, hội đã phát động hội viên ra quân dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm và chăm sóc các tuyến đường hoa. Bên cạnh đó, hội còn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho chị em, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tuyên truyền cho chị em là các đường ô ấp là mình trồng hoa xanh sạch đẹp. Động viên tất cả chị em trong hội viên là nhặt rác thải, thu gom, phân loại từng loại rác thải ra để bán, để thường thường chị em bán và mỗi gia đình nuôi một con heo. Thế thì bán xong rác thải là bỏ vào heo để cuối năm mùng 8 tháng 3 hoặc 20 tháng 10 thì chị em tất cả là tổng kết xong rồi đập ra, lấy số tiền đó ủng hộ cho chị em nghèo và khó khăn. Hiến đất 100%. Vâng. Những trường hợp mà có khi người ta hiến đất hỏi, mà những trường hợp chưa hỏi đến, người ta cũng tình nguyện đến nhà người ta hiến đất cho nhà nước. Để giúp hội viên có vốn phát triển kinh tế, thúc đẩy hoàn thành tiêu chí về thu nhập, Hội Phụ nữ xã đã chủ động khai thác nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, đồng thời vận động hội viên tiết kiệm để gây quỹ xoay vòng vốn cho hội viên vay với lãi suất ưu đãi. Đến nay, tổng nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đang quản lý là 21 tỷ 855 triệu đồng với 729 thành viên vay. Hiện hội có 10 tổ tiết kiệm với số tiền trên 385 triệu đồng, xét cho 393 thành viên vay. 16 tổ xoay vòng vốn có 239 thành viên vay với số tiền hơn 1,9 tỷ đồng. Hội cũng tích cực phối hợp các đoàn thể hỗ trợ 36 trên 36 hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo, trong đó có 3 nữ chủ hộ cận nghèo với tổng số tiền là 155 triệu đồng, bao gồm hỗ trợ quà vốn cây giống. Từ các hoạt động trên đã góp phần quan trọng trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo chuẩn nâng cao của huyện Bầu Bàng. Đến nay, xã Hưng Hòa cơ bản hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí mới của tỉnh ban hành giai đoạn 2021-2025. Hội cũng đóng góp thêm cái nội dung cũng như là dặm sửa bá các tuyến đường để nâng cao cái chất lượng của những cái tuyến đường giao thông nông thôn, cũng như là vận động các chị em hội viên phụ nữ ở hai cái tuyến đường có cái sự đóng góp, chẳng hạn như là hiến đất. Thì trên địa bàn xã thì cái giai đoạn mà 16-21 thì cũng có hơn chục hội viên có cái sự mà tình nguyện hiến đất để mà mở rộng cái tuyến đường giao thông nông thôn. Thời gian tới thì hội cũng sẽ tiếp tục xây dựng các kế hoạch, các chương trình năm để đưa vào các bảng điểm thi đua của chi hội phụ nữ các ấp thi đua với nhau, rồi cũng như là mở nhiều các hội thi
Chẳng hạn như hội thi tuyến đường hoa đẹp thì hàng năm thì ngoài cái hội thi mà Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp trên mà tổ chức thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng sẽ tổ chức thi đua giữa các chi hội với nhau. Thì các chi hội với nhau thì về cái sự mà chăm sóc này, trồng này cũng như là nhân rộng á, thì là các chị tham gia cái tuyến đường hoa này rất là nhiệt tình. Thì hội sẽ trao giải cho các chi hội để có cái sự mà thi đua trong các chi hội với nhau thì mới tạo lên một cái vẻ đẹp và cũng con đường hoa đẹp được. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Hội Phụ nữ xã Hưng Hòa tiếp tục vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương bằng những hoạt động cụ thể, đồng thời phát hiện bồi dưỡng các cá nhân có thành tích cao trong xây dựng nông thôn mới, đề nghị cấp trên khen thưởng, biểu dương, qua đó phát huy vai trò của phụ nữ trong phong trào xây dựng nông thôn mới, góp phần lan tỏa ý nghĩa chương trình, huy động cả cộng đồng cùng chung tay thực hiện, góp phần hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Quý vị và các bạn thân mến, tuần qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương phối hợp với các đơn vị như Hội Nữ Doanh nhân, Hội Thầy Thuốc Trẻ, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương tổ chức chương trình Xuân Giáp Thìn Ấm áp Yêu thương cho các đối tượng người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã An Điền, thị xã Bến Cát. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 100 phần quà cho người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tặng máy vắt sổ, bao lì xì Tết cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, thăm, khám mắt, cấp thuốc, tặng kính lão và trao tủ thuốc cho người già với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng. Không riêng tôi mà tất cả chị em lớn tuổi ở xã An Điền rất là phấn khởi ngày hôm nay được khám mắt, được gặp gỡ chị em. Thêm mới thấy là được tặng quà nữa, Mỹ cảm ơn chương trình rất là nhiều, mà Mỹ mong rằng sẽ có được nhiều chương trình như vậy nữa để cho chị em lớn tuổi ở vùng sâu vùng xa như chị em chúng tôi được hưởng cái quyền lợi như thế này ạ. Được sự quan tâm như vậy thật sự là địa phương rất là cảm ơn và tri ân, và cũng mong muốn là chỗ lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng như thị xã và các mạnh thường quân sắp tới quan tâm hơn nữa, cũng như là đồng hành, tiếp tục đồng hành cho Hội Liên hiệp Phụ nữ xã nói riêng cũng như là ở địa phương nói chung, để cho tất cả các hộ khó khăn cũng như là hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn được hỗ trợ và giúp đỡ, nhất là cái nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm nay. Theo bà Trương Thanh Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, ngoài chương trình chăm lo Tết tại xã An Điền, chương trình Xuân Giáp Thìn Ấm áp Yêu thương sẽ còn tiếp tục được thực hiện vào ngày 28 tháng 1 tại xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng và xã Phú An, thị xã Bến Cát. Qua chương trình đã góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt việc chăm lo hỗ trợ các đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn, đón Xuân Giáp Thìn vui tươi, ấm áp, nhằm tiếp thêm động lực giúp họ vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống. Chương trình Phụ nữ ngày nay đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình này tuần sau.